Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục Tâm sự thầm kín trên kênh YouTube Ông Đoàn Ngoại. Quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị một lá thư tâm sự có tên là Nỗi lo sợ của người đàn ông bội bạc. Liệu bức màn có bị vén? Ngay sau đây thì quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ video clip này. Lúc ấy vào khoảng gần 23 giờ, tôi vừa phóng xe máy đến đoạn phố vắng, nơi có mấy tán cây che khuất ánh điện, tạo nên một khoảng tối, thì thấy hai cô gái lao vào túm tóc một cô thứ ba. Họ thi nhau tát, đấm, giật tóc cô gái này. Tôi tiến đến gần, dừng xe, vào can và nhanh chóng nhận ra. Hai cô gái mắt xanh mỏ đỏ, mặt mũi bặm trợn, ăn mặc hở hang, là gái bán dâm, đã đánh một cô gái lương thiện vì cho rằng cô này đâu đến đón khách tại địa bàn họ hoạt động. Cô gái thứ ba rõ là người tử tế, từ khuôn mặt hiền lành phúc hậu đến cách ăn mặc lịch sự. Bị tôi kiên quyết can, hai cô gái ăn xương hậm hực bỏ đi, còn ngoái cổ lại ngấm nguýt với vẻ cay cú. Sao chị lại ở đây? Cần về đâu? Tiện thể tôi đeo. Cô gái ở cái độ tuổi 26-27, kém tôi vài ba tuổi, nhưng trông chững chạc. Tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng. Tôi có cảm giác cô là con nhà quý phái, có ăn có học chứ không phải tầng lớp bình dân đâu. Không chút nghi ngại gì, tôi đã sẵn sàng đưa cô ra khỏi khu vực chợ tỉnh đó. Trên đường nói chuyện, cô cho biết tên là Hà. Có lẽ có niềm tin ở tôi và cảm kích trước việc được tôi cứu, mà cô nói chuyện khá cởi mở, đã không dè dặt cho tôi biết số điện thoại và còn có ý mời tôi đến nhà chơi. Tôi có nhiều thiện cảm với cô, thế là chúng tôi trở nên quen biết, sau đó đã thường xuyên gọi cho nhau. Trong một thời gian dài, cô cứ gọi Hà xưng tôi. Chỉ cần chỉ từ lần kia, sau khi nghe Hà nói một câu tôi mới thay đổi. Anh không thể xưng hô với em khác được sao? Và chúng tôi đã yêu nhau, sau có đến nửa năm cứ trò chuyện qua điện thoại. Rồi thỉnh thoảng cùng đi uống nước, xem phim, ca nhạc ở các rạp. Sau này tôi được biết Hà là con nhà thuộc dạng danh gia vọng tộc, đúng như tôi cảm nhận phút đầu. Cha cô là giáo sư có tiếng ở một trường đại học, mẹ cũng là giảng viên ở một trường đại học khác. Cô đã tốt nghiệp đại học, vừa đi làm lại vừa học tiếp nâng cao. Còn tôi tự thấy mình thua kém Hà về mọi phương diện. Cả xuất thân gia đình đến trình độ học vấn nên ít nhiều dè dặt, không đẩy nhanh được tiến trình quan hệ để dẫn tới hôn nhân. Tôi chỉ tốt nghiệp đại học giao thông, hiện tại chưa yên tâm về công việc vì chẳng dính líu gì đến chuyên môn được đào tạo. Gia đình tôi ở Nam Định, bố mẹ làm viên chức bình thường, không có quyền chức gì cả. Khi quen biết và yêu Hà, tôi ở nhờ nhà người bác ruột tại Hà Nội. Nghĩ trước sau gì sẽ về chung sống với nhau, rồi sớm muộn Hà sẽ phải biết rõ hoàn cảnh của mình, nên tôi đã kể rõ tất cả, không giấu giếm gì. Anh sinh trưởng trong một gia đình chỉ rất bình thường so với em. Vậy vì sao em lại yêu anh, trong khi có thể đến với rất nhiều người đàn ông khác hơn anh, về mọi mặt? Một lần tình tự ở bên nhau tôi đã hỏi Hà như vậy. Tình yêu chẳng bao giờ là sự so sánh hơn kém. Chỉ tuân thủ mỗi một sự vui khiến, đó là nhịp đập của trái tim. Anh chẳng nên bận tâm điều đó. Chỉ biết em rất có tình cảm và niềm tin với anh, ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Trong cái lần anh giải cứu em khỏi hai cô gái làng chơi tôi mấy. Rồi tôi được Hà đưa về nhà. Rất may là cha mẹ cô không câu nệ hoàn cảnh của tôi, hoàn toàn tôn trọng tình cảm của con gái. Chính sự từ tốn dày dặn của tôi đã khiến họ ưng thuận. Hà nói rằng các cụ khen tôi mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, khỏe mạnh, biết cư xử. Tôi đã dẫn Hà về Nam Định ra mắt gia đình. Mọi thứ đều ổn thỏa. Tuy phút đầu bố mẹ tôi không khỏi ngần ngại trước vẻ đài cát của Hà, mặc dù cô đã cố gắng ăn mặc xuề xòa, bình dân để hòa hợp. Và đám cưới của chúng tôi sau đó đã diễn ra tốt đẹp. Cuộc sống vợ chồng khá viên mãn, song có một sự thật mà tôi buộc phải giấu Hà. Nếu không gặp và yêu Hà, tôi sẽ lấy thắm,
cô gái ở ngoại thành Nam Định mà tôi đã có quan hệ từ 3 năm về trước. Trước cái buổi tôi cứu Hà đó, tôi về quê và biết Thắm đã có thai với tôi được hơn 1 tháng. Tin này đến với tôi không có gì là bất ngờ, bởi ngay từ năm đầu tin yêu nhau, cô đã phải phá thai với tôi 1 lần vì lúc ấy cô còn đang học trường trung cấp ở tỉnh, chưa tốt nghiệp. Tôi không vui, cũng không buồn trước tin Thắm có thai lần thứ hai. Lần này tôi lại gợi ý cô phá thai vì công việc vẫn chưa như ý. Nhưng cô quyết tâm giữ, nói là đã có công ăn việc làm, tuy chưa thỏa mãn nhưng cũng đã có lương. Nếu phá thai thì rất hại người và cũng vô lý nữa. Cô tỏ ra ý nghi ngờ tôi, bởi vậy tôi đành quyết định sẽ cưới cô. Nhưng quan hệ giữa tôi và Thắm không hoàn toàn từ tình yêu, mà thực sự là do tôi nể và bị đổ thì đúng hơn, vì cô ấy quá yêu tôi, chủ động tấn công tôi từ mọi phía. Cuối cùng cô ấy đã thành công. Bố mẹ tôi lúc đầu thì cũng không ưa gì Thắm, nhưng do cố khéo đi lại lấy lòng và rốt cuộc thì cũng để tôi hoàn thành quyết định. Thắm hơn tôi 1 tuổi, không có nhan sắc, dáng người thô cứng. So với Hà, cô thua kém rất xa. Hai người khác nhau một trời một vực. Việc tôi dễ dàng phản bội Thắm để đến với Hà đã được bố mẹ và cả nhà tôi ủng hộ. Nhưng thật tai hại khi biết tin tôi kiên quyết không cưới Thắm mà sẵn sàng cho tiền để cô tự xử lý cái thai, cô đã tự tử. Xong người ta đã cứu được cô. Liền sau đó cô bị băng huyết. Cũng rất may là 1 lần nữa cô lại thoát chết do sớm được đưa đến bệnh viện, cứu chữa kịp thời. Sau đó cô ôm mối hận, bỏ nhà vào Tây Nguyên sinh sống. Tôi cũng cảm thấy day dứt với hành vi phụ tình Thắm để chuyển sang Hà. Nhưng tâm trạng này chỉ diễn ra 1 thời gian. Sau đó cũng nguôi dần. Cuộc sống gia đình với Hà ổn thỏa, thuận lợi mọi bề đã khiến tôi quên đi tất cả. Do luôn cứ ý nghĩ mình lấy được Hà là quá may mắn, nên tôi đã tập trung dốc sức lo cho tổ ấm tốt đẹp và hết lòng sống vì Hà, vì con. Hà cũng nhận ra điều này và rất hài lòng về tôi. Và tôi không mong muốn gì hơn cuộc sống hiện tại. Do vẫn còn nhiều bí mật trong quá khứ liên quan đến Thắm, mà trong những năm tháng đầu mới nên vợ chồng, tôi có khuynh hướng rất hạn chế để Hà về thăm bố mẹ ở Nam Định. Nếu có diễn ra thì tôi luôn đi cùng vợ thăm họ hàng hàng xóm, mà không để Hà đi một mình. Bởi nếu như vậy người ta rất dễ nói đến tai câu chuyện cũ của tôi. Điều tôi vẫn còn phải bận tâm lo lắng là có lần được cô bạn thân ngày xưa của Thắm cho biết, Thắm vẫn còn rất hận tôi nên đã rời quê vào sinh sống ở Tây Nguyên. Tôi bước vào cuộc sống gia đình đã hơn 10 năm, vậy là Thắm vẫn không quên tình yêu bị phản bội ngày trước. Ngoài 40 tuổi, giờ đây cô vẫn không chồng, lại tha hương, chắc công việc cũng chỉ nhì nhằng, đã oán lại càng hận thêm. Giá mà Thắm có chồng con để huề thì tôi cũng yên lòng. Nghe được thông tin về Thắm hiện tại, tôi lại càng băn khoăn và lo sợ. Tôi nói bắn tin qua người bạn là sẽ trả thù tôi. Đã 10 năm trôi qua, nếu có ý vậy, cô đã làm sao? Sao không thấy gì? Hay là cô chỉ oán hận mà nói cho Hà lòng? Tuy vậy tôi vẫn canh cánh một nỗi lo. Giữa lúc đang hoang mang như vậy, thì Hà cho tôi biết được cơ quan cử vào Tây Nguyên công tác 2 tuần. Đến đúng cái sở mà Thắm đang làm việc. Tôi nhớ là cô bạn ở quê nói Thắm làm việc ở sở này. Trong đời, chưa bao giờ được đến vùng đất đỏ cao nguyên. Vợ tôi rất hào hứng, mong ngóng đến ngày lên đường. Cô nói 1 tháng nữa sẽ đi, vì còn phải chuẩn bị nhiều nội dung từ Hà Nội cho chuyến đi công tác đặc biệt này. Tôi thực sự lo lắng, một cô thạc sĩ xinh đẹp đến từ Hà Nội chắc chắn sẽ gây sự chú ý của toàn sở trong đó. Thắm lại đang ở đây. Thời gian vợ tôi làm việc ở sở này 2 tuần, quá thừa thời gian để Thắm tiếp cận. Liệu cô có bóc trần sự thật của quá khứ? Liệu đây có phải là dịp để cô trả thù tôi như đã nói? Tôi đang rất bất an, cần tìm được một lời khuyên từ các anh chị.
Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết một dòng tâm sự của một người chồng mà viết thư đến chương trình của Audio Hải Ngoại. Vậy ý kiến của quý vị như thế nào về câu chuyện này? Riêng cá nhân Hồng Nhung nghĩ là anh chàng này có hơi phụ tình một chút. Khi mà anh ta chưa có thì anh ta yêu cô Thắm. Khi mà anh ta đã có được cô Hà thì anh ta sẵn sàng phủ tay bỏ cô Thắm luôn. Và cái điều này ấy, thì nó hơi trái luân thường đạo lý một chút. Nếu mà chúng ta chưa có một cái gì vướng mắc với nhau thì chia tay là điều bình thường. Nhưng mà khi anh ấy đã lần thứ hai làm cho cô Thắm có bầu rồi, và tiếp tục anh ấy vẫn bảo cô Thắm là bỏ cái thai đi vì cái công việc chưa cho phép, đó chỉ là một cái lý do ngoài thân thôi thưa quý vị. Anh ta vì anh đã tìm được cái mối ngon hơn. Từ ngon ở đây thì Hồng Nhung xin được để trong ngoặc kép. Anh ta tìm được cái mối ngon hơn cho nên là anh ta vội vàng rũ bỏ cái mối tình mà anh ta gọi là tạm tạm để đến với một cái cuộc tình nó đẹp hơn, nó trọn vẹn hơn. Và cũng có lẽ là do ông trời ông sắp đặt. Ông ấy sắp đặt, chính vì thế cho nên là ông mới để cái cô vợ, cô mới đến Tây Nguyên công tác. Vậy thì khi đến Tây Nguyên rồi thì hai cô này có gặp nhau hay không? Và cô Thắm cô có trả thù hay không? Theo cá nhân Hồng Nhung nghĩ là có. Nếu mà một người đã làm cho ta uất hận như thế, một là người gây thù oán với ta như thế, thì ta sẽ luôn luôn nghĩ trong đầu. Và tất cả những cái thông tin về anh ta là cô Thắm cô nắm rất là rõ. Cô ấy sẽ biết rõ là người vợ của anh người yêu cũ này là ai. Và nếu mà cái thông tin này một cán bộ từ ngoài Bắc vào Tây Nguyên công tác thì chắc chắn là cô Thắm cô sẽ nắm rất là rõ, có nắm rõ hơn cả cán bộ trong cơ quan đấy chứ. Và Hồng Nhung nghĩ là chắc chắn là sẽ có một cái cuộc nói chuyện rất là nảy lửa giữa hai người phụ nữ này. Và liệu cô Thắm cô có làm gì dùm beng lên nữa hay không thì chúng ta không biết. Và cái quyền chuyến đi Tây Nguyên này nó đã được định sẵn rồi. Và giờ anh chồng anh có hỏi thì mọi sự nó đã rồi. Vậy thì Hồng Nhung cũng xin chúc cho anh chồng gặp được mọi điều thật là may mắn. Và mong là hai cô này sẽ không gây gổ gì với nhau cơ quan. Còn ý kiến của quý vị như thế nào cho câu chuyện này thì quý vị đừng quên like và comment bên dưới để cho anh chàng của chúng ta có thể có được một lời khuyên hữu ích từ quý vị. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những lá thư tâm sự của lần sau. Hồng Nhung xin kính chào.